Tập 80. Tiểu đệ, để nói cho ta biết, có phải từ lâu đệ đã biết là chỉ cần phá được trận này thì đệ sẽ đi hay không? Ừ. Được. Tiểu đệ, đệ hứa với nhị ca một chuyện này. Sau khi làm xong việc rồi, nhất định phải trở về đây. Nhị ca, đệ hứa với huynh, huynh cũng phải hứa với đệ, phải làm theo di huấn của phụ vương. Nhất định phải làm một vị minh quân. Ừ, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nhị ca, còn phải chăm sóc cho mẫu thân thật tốt. Nói với người, đệ sẽ trở về thăm lão nhân gia người. Ừ, nhất định phải trở về. Tiểu công tử, tiểu công tử, tiểu công tử, huynh phải thường xuyên về thăm chúng tôi đó. Tiểu công tử, bảo trọng. Các vị huynh đệ của tôi có thể kề vai sát cánh chiến đấu cùng các vị là vinh hạnh của tôi. Nhị ca, sư thúc, các vị, hẹn gặp lại mọi người. Tạm biệt. Được rồi, mọi người không nên buồn bã làm gì. Ly biệt chính là để tương lai chúng ta lại có ngày đoàn tụ. Bây giờ Triều Ca chính là tiền phương của chúng ta. Có phải chúng ta nên chấn chỉnh sĩ khí, nhanh chóng tấn công Triều Ca không? Cung thỉnh nguyên soái hạ lệnh. Được. Chư vị tướng quân, điều động binh mã các lộ, lập tức tấn công Triều Ca. Dạ. Dạ. Tiến thẳng Triều Ca cho ta. Thái Thanh, Ngọc Khánh, hai mũi sao rồi? Đệ tỷ, đại tỷ, lục tiên kiếm đó đã bị Dương Tiễn phá rồi. Mũi bị hắn đả thương, bây giờ bị thương rất nghiêm trọng. Mũi cũng vậy, hàm tiên kiếm mà mũi giữ bị cơ phát phá rồi. Mũi, Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, mũi không sao chứ? Công báo đâu? Thân công báo đâu? Chắc không phải là công báo. Công báo huynh ấy không thoát ra được. Không được, muội phải tìm công báo. Nhị tỷ, muội phải đi tìm thân công báo. Tỷ đã bị thương như vậy rồi, làm sao đi tìm công báo được? Bây giờ Chu Tiên trận này đã bị phá, ta nghĩ công báo e là lành ít dữ nhiều. Không có đâu, thân công báo của muội thiên hạ vô địch, huynh ấy sẽ không sao đâu. Huynh ấy sẽ không sao đâu mà. Đại tỷ, bây giờ Chu Tiên trận bị Khương Tử Nha phá rồi, bây giờ chúng ta đều bị thương nặng, chúng ta phải làm sao đây? Tỷ tỷ, ngay cả Thông Thiên giáo chủ Thiết Đạt Chu Tiên trận đó cũng bị phá. Xem ra thời vận của nhà Thương đã tận rồi. Chúng ta không thể đối phó với Khương Tử Nha nữa. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Trước đây nữ hoa nương nương
sai chúng ta đi hỗ trợ Khương Tử Nha tiêu diệt Đại Dương. Nhưng mà chúng ta lại không nghe theo ý của người, chúng ta lại làm trái đi giúp Đại Dương, muốn diệt Tây Kỳ. Bây giờ Triệu Ca đại bại, nữ hoa nương nương, người sẽ không có tha thứ cho chúng ta. Lúc đầu nữ hoa nương nương kêu chúng ta mê hoặc Đại Dương, đánh bại thiên hạ của nhà Thương. Bây giờ Triệu Ca đã bại, chúng ta đã đạt được yêu cầu của người, người dựa vào đâu mà trừng phạt chúng ta? Tỷ tỷ, chúng ta đã giết hại bao nhiêu sinh linh như vậy, nữ hoa nương nương vốn không kêu chúng ta làm như vậy. Muội sợ, muội sợ là chúng ta. Đại tỷ à, chúng ta đừng quản chuyện của thiên hạ nữa, chúng ta trở về Hiên Viên cổ mộ, chúng ta trở về tu luyện. Không, ta không trở về. Tỷ tỷ, tỷ không trở về, vậy tỷ có thể đi đâu chứ? Ta phải trở về bên cạnh của Đại Dương. Đại tỷ, bây giờ đã là lúc nào tỷ còn muốn trở về bên cạnh Đại Dương nữa? Không lẽ dù sao đi nữa, ta và Đại Dương cũng từng là phu thê, người yêu thương ta như vậy. Bây giờ nhà Thương bị đánh bại rồi, sao ta có thể nhẫn tâm nhìn người một mình ở lại Triệu Ca, cô độc không ai giúp. Ta phải trở về bên cạnh người. Đại tỷ, Thanh Thanh, Ngọc Khánh, hai muội trở về Hiên Viên cổ mộ đi. Không, tỷ tỷ, nếu như tỷ muốn trở về Triều Ca với Đại Dương, Phụng Thanh Thanh sẽ cùng tỷ trở về. Thanh Thanh, muội, tỷ tỷ, tỷ nghe muội nói, bây giờ thân công báo đã không còn trên đời, muội chỉ còn có tỷ tỷ đây và cả Ngọc Khánh. Muội không nỡ xa hai người, muội không nỡ xa tỷ, muội muốn ở bên cạnh tỷ, mãi mãi ở bên cạnh tỷ. Muội cũng vậy, muội cũng sẽ không rời xa hai người, ba chúng ta nương nhau mà sống, muội cũng không nỡ xa hai người. Nếu sống, muội sẽ sống chung với hai tỷ, nếu chết, muội cũng sẽ chết chung với hai tỷ. Nếu đã như vậy, ta nghĩ binh mã của nhà Chu đã sắp tiến vào tới Triệu Ca, vậy thì ba chúng ta sẽ cùng trở về bên cạnh của Đại Dương. Được, đi thôi. Đi, đi. Người nói cái gì? Đại Dương, tiểu nhân nói là công thành Triệu Ca đã bị phá, binh mã Tây Kỳ cũng đã tiến vào trong rồi. Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương, chúng ta nên chạy thì hơn. Đúng rồi, chúng ta chạy đi. Đại Dương, trốn đi. Trốn mà. Đúng vậy. Phải. Đại Dương, phải đó, chúng ta nên trốn đi. Nếu như không trốn nữa là không có kịp đâu. Đại Dương, chúng ta không thể ở lại Triều Ca được nữa. Phải đúng rồi, Đại Dương, trốn đi. Đại Dương, trốn đi. Đại Dương, trốn đi. Cầu xin mau trốn đi. Đại Dương, mau trốn đi. Cầu xin người, Đại Dương, xin người mà không kịp đó. Đại Dương, mau trốn đi. Đại Dương, mau trốn đi. Mau trốn đi. Đại Dương, trốn đi. Trốn đi. Đại Dương, nghĩ gì nữa. Đại Dương, trốn đi. Mau chạy đi. Đại Dương, Đại Dương, xin người mà cầu xin Đại Dương. Đại Dương, Đại Dương, mau trốn đi. Đại Dương, nếu không sẽ không kịp đó. Đại Dương, không cần nói gì nữa. Đại Dương, Đại Dương đi. Đại Dương à, đừng nói gì nữa mà. Đại Dương, Đại Dương, mau trốn đi. Đại Dương, đừng nói nữa. Đại Dương, Đại Dương à. Làm sao đây? Thôi đi đi đi. Chạy mau, chạy mau. Chạy đi, chạy đi. Đại Dương,
Đại Dương, nếu như các ngươi muốn chạy, bây giờ cứ chạy đi. Nếu không sẽ không còn kịp. Thì làm sao đi? Làm sao bây giờ đây? Làm sao đây? Vậy làm sao? Chạy đi! Chạy đi! Bên đây! Mau chạy đi! Chạy đi! Từ từ, chuyện lớn! Đại Dương! Bảo trọng! Giang sơn 600 năm của nhà Thương hết rồi! Hết rồi! Không ngờ bị quỷ trong tay ta. Đế Tân còn mặt mũi nào đi gặp Liệt Tổ Liệt Tông? Trời ơi!
xin tha mạng. Nương nương xin tha mạng. Nữ hoa nương nương, người rộng lòng từ bi, xin tha cho chúng tôi đi. Nữ hoa nương nương, chúng tôi biết lỗi rồi, xin cho ba chúng tôi cơ hội để sửa đổi lỗi lầm. Tam yêu hiên viên mộ, không phải bổn tôn không cho các ngươi cơ hội, chỉ là các ngươi tội nghiệp quá nặng, giết hại bao nhiêu mạng người. Nếu như bổn tôn không xử phạt các ngươi, làm sao an ủi cho những vong linh đã bị các ngươi hại chết trước đó? Nương nương, nương nương đừng giết chúng tôi, đừng giết chúng tôi. Chúng tôi biết lỗi rồi, xin để chúng tôi ở bên cạnh người, để chúng tôi mãi mãi hầu hạ người. Chỉ xin được hầu hạ bên cạnh nương nương. Nương nương cầu xin người, cầu xin người. Nương nương cầu xin người đó, cầu xin người. Sớm biết như vậy thì không nên phạm lỗi. Ba người gây ra tội ác tày trời, bổn tôn buộc phải thu phục các người. Không không không, nương nương không, tha mạng. Xin nương nương tha mạng. Nương nương tha mạng. Nhưng mà các ngươi yên tâm, bổn tôn sẽ không để cho các ngươi phải chết. Bổn tôn sẽ phong ấn ba ngươi lại, để cho các ngươi mãi mãi không được siêu sinh, cũng không thể hại người. Đừng chạy đi mà. Hãy chạy đi, hãy chạy đi, chạy đi. Hôm nay vốn dĩ phải là ngày đáng để chúng ta vui mừng, nhưng mà có quá nhiều người không thể cùng với chúng ta chung hưởng niềm vui của ngày hôm nay. Những người này, họ chính là người thân của chúng ta, thê tử của chúng ta, chiến hữu của chúng ta. Chính nhờ họ đã tạo nên thắng lợi của ngày hôm nay. Ta chỉ hy vọng họ ở suối vàng có thể được biết, có thể được cảm nhận niềm vui thắng lợi của chúng ta ngày hôm nay. Nguyên soái, sự hy sinh của họ là vì muốn lật đổ nền bạo chính của đế tân, xây dựng nên một quốc độ mới, từ đó giúp ba tánh an cư lạc nghiệp. Chỉ cần nguyên soái có thể tuân theo di nguyện của tiên dương, trở thành một vị quân dương thánh minh, thần tin là họ ở suối vàng có hay cũng thấy mãn nguyện rồi. Phải đó nguyên soái, tuy là bây giờ chúng ta đã mất rất nhiều tướng sĩ và các bằng hữu, nhưng mà họ đều đã chiến đấu vì lý tưởng của bản thân, chiến đấu vì bá tánh của thiên hạ. Hơn nữa mọi người đều được liệt vào bảng phong thần. Nguyên soái, mấy chục năm chinh chiến, chúng ta đã tạo nên đại nghiệp rồi, cho nên hôm nay chúng ta thật không nên đau buồn vậy nữa, mà nên vui lên mới phải. Phải đó, chủ nhân thần nói rất đúng. Nguyên soái à, bây giờ chúng ta đã đánh bại đế tân, thiên hạ cuối cùng cũng không cần phải chinh chiến nhiều năm nữa. Bá tánh trong thiên hạ nhất định sẽ được an cư lạc nghiệp dưới sự lãnh đạo của người. Nguyên soái, bây giờ chư hầu các lộ đồng lòng đều ủng hộ Chu Dương triều ta, cho nên nguyên soái nên phấn chấn mới phải. Chúng ta cùng tạo phước cho dân. Na Tra tình nguyện cùng cha thề chết chung với nguyên soái, chung với Chu Dương triều. Tốt, tốt lắm. Cơ phát, tại đây xin cảm tạ các vị tướng quân.
Báo! Bẩm nguyên soái, ở ngoài thành của chúng ta bắt được hai kẻ tình nghi. Trong hành lý của chúng phát hiện lượng lớn vàng bạc châu báu. Ủa? Mau dẫn chúng vào đây. Dạ. Vào trong, mau lên. Đi, đi mau. Mau. Đi. Mau lên, quỳ xuống. Mau lên. Chúng tôi chỉ là chúng tôi chỉ là hai nội thị thôi mà bắt lầm người rồi. Bắt lầm người rồi. Hả? Thì ra là hai tên đại hoàng các ngươi. Phí trọng du hồn. Là chú Dương à, không là đại Dương. Đại Dương lâu nay di thần vẫn ngày đêm nhớ mong ngài. Đại Dương à, lâu nay di thần vẫn ngày đêm nhớ mong ngài, chỉ mong gặp mặt ngài một lần thôi. Không ngờ là đại Dương trí nhớ lại tốt vậy, còn nhớ tới chúng thần nữa. Chuyện là nhị nhị công tử quả nhiên là nhất đại. Đại Dương, đại Dương quả nhiên là nhất đại minh quân, trí nhớ rất tốt. Ở đây thần xin thỉnh an đại Dương và các vị tướng quân. Thỉnh an các vị. Thỉnh an. Hai tên nịnh thần này ở trong triều chỉ biết xàm ngôn, không lo chính sự, quả là mâm hại cho quốc gia bá tánh, đáng chém. Không, đã. Chuyện đó đại Dương ngài có điều không biết rồi. Hai chúng thần là nhẫn nhục gánh trọng trách ở lại bên cạnh đế tân, chính vì muốn khiến cho hắn không lo đến triều chính, các vị mới có thể dễ dàng tiến vào đánh bại triều ca. Nói gì đi. Phải đó nhị công tử. Không, đại Dương, chúng thần cũng xem như là công thần rồi, nên xin đại Dương, xin đại Dương minh giám cho. Hổn lấu, nếu như hai người là quốc gia lương thần, vậy thì đế tân cũng phải là nhất đại minh quân. Ta đâu cần phải giấy động can qua tiến quân phạt thương, ta cũng đâu cần phải hy sinh biết bao nhiêu mạng người như vậy. Dạ. Người đâu? Dạ. Lôi xuống chém đầu đi. Dạ. Quyến của chúng súng làm nô lệ. Đại Dương, để người trong thiên hạ được chứng kiến kết cục của hai kẻ này. Dạ. Đại Dương, Đại Dương tha mạng. Xin Đại Dương tha mạng. Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương tha mạng. Đại Dương xin tha mạng. Đại Dương tha mạng. À phải rồi, chư vị tướng quân, có biết thừa tướng và đường huynh của ta đang ở đâu hay không? Ồ, bẩm nguyên soái, thừa tướng và đường công tử đã đi lo liệu an táng cho những tướng sĩ hy sinh trong Chu Tiên trận rồi. Đáng tiếc, tướng lĩnh của Tây Kỳ ta chỉ có thể an táng ở mảnh đất Triều Ca này thôi. Nguyên soái, nói vậy sai rồi. Bây giờ chúng ta đã đánh bại được đế tân, theo lý mà nói Triều Ca cũng là lãnh thổ của Chu Dương triều ta rồi. Nguyên soái, bây giờ chiến loạn đã yên, thiên hạ chư hầu đều đang chờ đợi Tân Dương đăng cơ, phân bố hiệu lệnh thông cáo thiên hạ kiến lập Chu Dương triều. Trước đây thừa tướng cũng đã dặn dò, kêu thần chuyển lời tới nguyên soái, hy vọng chúng ta lập tức trở về Tây Kỳ chính thức đăng cơ, hiệu lệnh thiên hạ, trả bá tánh một quốc độ an cư lạc nghiệp. Vậy còn thừa tướng và đường huynh? Sư thúc nói rồi, thúc và Cơ Long công tử sẽ mau chóng qua đây cùng chúng ta trở về Tây Kỳ. Được. Các tướng nghe lệnh. Dạ. Truyền lệnh xuống dưới, lập tức khởi hành trở về Tây Kỳ. Ngô Dương giảng tuế. Chư ái khanh bình thân. Ta đại Dương.
Từ khi triều Chu ta thành lập cho tới nay, Tiên Dương luôn lấy việc cứu giúp bá tánh Lê Dân làm gốc, thảo phạt trụ Dương. Bây giờ việc phạt trụ đã được mười mấy năm, cuối cùng không phụ sự kỳ vọng, cứu giúp bá tánh khỏi nước sôi lửa bỏng. Từ nay về sau, triều đại nhà Thương không còn nữa. Đại Dương anh minh, Đại Dương anh minh. Bây giờ nếu như việc phạt trụ đã hoàn thành, lòng dân đã an định, cũng phải tới lúc để cho thiên hạ chư hầu cùng nhau chọn ra một vị quân vương có thể nắm quản thiên hạ vạn dân rồi. Đại Dương, tuyệt đối không thể được. Thừa tướng, tại sao lại nói vậy? Đại Dương tại thượng, bây giờ vạn sự đã định, là lúc nên lập minh quân để yên lòng chư hầu. Minh quân này chính là Đại Dương ngài, sao có thể để chư hầu tiến cử được chứ? Nhưng ta tài hèn đức mọn, danh tiếng lại không đủ, sao có thể gánh vác ngôi vị thiên tử này được? Không đâu, đế từng hòa loạn thiên hạ, Tiên Dương thống lĩnh chư hầu lật đổ nhà Thương, do Đại Dương người đích thân thống lĩnh binh mã, thiên hạ không ai không phục. Đại Dương người xứng đáng trở thành thiên tử, hiệu lệnh cả thiên hạ. Nhưng mà ta... Thiên hạ vừa mới được an định, lòng dân đều hướng về Chu Dương triều ta. Nếu như Đại Dương nhường ngôi vị thiên tử này, e là sẽ khiến chư hầu tiếp tục phân tranh. Thần xin Đại Dương suy xét. Xin Đại Dương suy xét. Các vị ái khanh, các vị đang làm gì vậy? Mau mời đứng lên, mau mời đứng lên. Đại Dương đã đồng ý rồi. Chúc mừng Đại Dương vinh đăng ngôi vị thiên tử. Chúc mừng Đại Dương vinh đăng ngôi vị thiên tử. Thừa tướng, nhưng mà ta... Đại Dương, Thương Vong Chu Hưng, người chịu nhận ngôi vị thiên tử này, lấy thiên hạ bá tánh làm gốc, là kỳ vọng của chư hầu thiên hạ, càng là nguyện vọng của Lê Dân trăm họ. Nên xin Đại Dương truyền lệnh xuống, triệu cáo thiên hạ. Được. Quảng Thắng. Dạ. Truyền lệnh xuống dưới, Cô Dương muốn đại xá thiên hạ. Dạ. Đại Dương nhân nghĩa, đại xá thiên hạ, lòng dân nhất tề quy thuận. Cô Dương không chỉ muốn đại xá thiên hạ, Trụ Dương chỉ muốn xây dựng công trình lớn, dắt kiệt tài lực của thiên hạ, hoàng dâm vô đạo. Cho nên cô Dương phải đem tài vật ở Lộc Đài phân phát cho tất cả vạn dân trong thiên hạ, tỏ chút lòng an ủi vạn dân. Đại Dương anh minh, như vậy từ nay Đại Dương nhất định trở thành minh quân được truyền tụng thiên thu. Phải đó Đại Dương, cho dù trải qua ngàn năm vạn năm, con cháu nhiều đời sau nhất định sẽ khắc ghi ân huệ của người. Công đức hay không, Cô Dương vốn không quan tâm, chỉ cần vạn dân lạc nghiệp, thiên hạ thịnh vượng, thì đó chính là nguyện vọng lớn nhất của ta. Đại Dương yên tâm đi, người đăng cơ rồi, tin là từ nay về sau bá tánh có thể an cư lạc nghiệp. Đại Dương sao lại thở dài? Cô Dương nhớ tới chặng đường Đông Chinh phạt trụ, tiểu đệ đã cùng ta chinh chiến lập bao công lao, bây giờ tiểu đệ lại rời xa trần thế. Cô Dương không biết đời này còn được gặp lại đệ ấy hay không. Đại Dương không nên buồn lòng, năm đó tiểu công tử được sinh theo lệnh trời tới để giúp Chu Dương triều ta thảo phạt đế tân. Tuy là cậu ấy muốn rời xa thế gian hồng trần, tìm lại cội nguồn, nhưng thường tin là
Chỉ cần tới lúc Chu Dương triệu ta cần tới cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ quay trở lại. Mong là như vậy. Phải rồi thừa tướng, trên đường chúng ta đông chinh thảo phạt đã hy sinh biết bao nhiêu trung thần lương tướng. Cô Dương muốn truy phong cho họ, để cho họ được lưu truyền sử sách, ban lộc cho con cháu đời sau, để họ được đời đời nhận quốc ân. Đại Dương nghĩ rất chu toàn, thần sẽ làm theo ý chỉ của Đại Dương. Nhưng mà trước đó thì thần còn có một chuyện quan trọng muốn hoàn thành trước. Thừa tướng, có chuyện gì? Thần phụng lệnh trời phạt thương, diệt thương hơn Chu. Nay đại cuộc đã định, mấy năm qua các tiên nhân tử chiến và các tướng lĩnh chưa được phong thần. Thần phải tới đại phong thần, thỉnh ra bản phong thần để phong thần cho họ. Thừa tướng nói vậy rất phải. Vậy mong thừa tướng hoàn thành đại nghiệp phong thần. Mong thừa tướng hoàn thành đại nghiệp phong thần. Cái gì? Thừa tướng biến mất rồi sao? Đại Dương, thần đi đón thừa tướng trở về, nhưng chúng thần ở dưới núi chờ đợi rất lâu cũng không thấy thừa tướng xuống núi. Di thần liền lên đại phong thần để tìm thừa tướng, nhưng mà không nhìn thấy bóng dáng thừa tướng đâu. Đại Dương, theo lý thì thừa tướng sau khi phong thần đúng ra phải trở về rồi, tại sao tới nay chưa về? Phải đó Đại Dương, thừa tướng làm việc trước nay đều không phải như vậy. Theo lý thì phong thần xong cũng nên trở về phục mệnh mới phải, sao lại biến mất kỳ lạ vậy? Đúng đó Đại Dương, hay là để thần đi tìm thử xem sao? Đại Dương, thần có phong quả luân, để thần đi xem thử. Nếu sư thúc không ở trên đài phong thần đó, thần sẽ đi tìm quanh đây thử, chắc là sẽ mau chóng tìm ra thôi. Được, không nên chậm trễ, vậy phiền các vị khanh gia. Dạ. Dạ. Thừa tướng, khanh đã đi đâu vậy? Thank you.
Đại Dương! Đại Dương, thần đạp trên Phong Quả Luân đã tìm một vòng nhưng không thấy bóng dáng sư thúc đâu. Hả? Đại Dương, thần đi tìm cũng tìm không được thừa tướng. Đại Dương, đã đi tìm khắp xung quanh đây rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng thừa tướng. Vậy Mạc tướng cũng không tìm thấy thừa tướng. Hả? Đại Dương, khởi bẩm Đại Dương, thần phái rất nhiều người ra ngoài tìm kiếm nhưng cũng không tìm thấy bóng dáng của thừa tướng. Vậy thừa tướng tại sao đi mà không nói lời từ biệt chứ? Đại Dương, thần cảm thấy thừa tướng chẳng phải không từ mà biệt, mà là thừa tướng muốn rời khỏi đây. Muốn rời khỏi đây? Lẽ nào thừa tướng không muốn ở lại bên cạnh ta, phò tá cho ta hay sao? Mạc tướng cho rằng Dương tướng quân nói vậy rất đúng. Cả đời thừa tướng không màng danh lợi, bây giờ Chu Dương triều đã định, thừa tướng cũng nên rời khỏi rồi. Thừa tướng, lẽ nào thừa tướng muốn bỏ ta mà đi hay sao? Với cái tính của sư thúc, có lẽ là như vậy. Thần cảm thấy cha và Dương đại ca nói rất đúng. Thần nghĩ chắc chắn sư thúc cảm thấy bản thân từ lúc hoàn thành nhiệm vụ nên rút lui rồi. Cũng có nghĩa là cho dù chúng ta tìm không ra, thừa tướng cũng sẽ không xuất hiện nữa. Thừa tướng, cho dù khanh không muốn nhận sắc phong, khanh cũng nên gặp ta một lần chứ. Thừa tướng, đại nghiệp phạt thương đã hoàn thành rồi. Tử Nha phụng lệnh sư phụ xuống núi phò tá Triều Chu cũng đã đến hồi kết. Mấy năm qua quả thực đã trải qua rất nhiều chuyện. Sư phụ, Tử Nha không phụ sứ mệnh, chẳng những phò tá xây dựng Triều Chu cũng đã phong thần xong, nay không còn vướng bận nữa. Con phải thực hiện lời hứa với Chiêu đệ, từ nay ngao du chân trời, bốn bể là nhà. Thank you.